Chú đi chào cả nhà nha. Rồi cả nhà theo cho đi tiếp. Coi nghĩa trang liệt sĩ. Cặp chân đồi đó các bạn, đồi 82. Màu mã không à, hôm nay là kiển, ba cái kiển có người chăm sóc à, nãy ngoài kia không có, vô này có người chăm sóc kiển. Có thằng em con bà gì chết đem về đây mà không biết nằm chỗ nào, mẹ nó biết mình không biết. Con bà gì thứ năm nghĩa trang còn mấy cái chục mẫu chứ đâu phải một hai mẫu đâu, là nó gom ba cái cốt gọn gọn lại mới làm trang trí này thành công viên đẹp vậy chứ, để mà hồ mã cũ bực 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 đó đâu phải đất đâu, mã không, mã không luôn, không có chỗ nào không mã hết. Đi nãy giờ mỏi giò luôn rồi. Trang nhờ trang trí lại dọn dẹp trồng cây kiểng này chứ không trồng cây kiểng này ai dám vô. Làm hồ nước rồi. Mấy bữa lễ độc lắm.
vòng vòng mã không, nhờ đi kiển thôi. Hôm nay chút mà thấy không trắng. Khu gì đây này không hiểu. C của B gì nè, à, không có từng khu nữa các bạn, khu C đó, C nè, nãy mình giờ không đi không gặp mấy cái chỗ này, mới gặp, vậy là nó có từng khu, khu A, khu B, khu C, khu D, vậy người ta gia đình ta mới dễ tìm. Xin tạm dừng đây các bạn. Các bạn xem, bạn nhớ đăng ký kênh, like ủng hộ cho đi nha.